Nick Facebook Tuyên Hào xin chào các bác. Hôm nay hàng lại về rất nhiều để phục vụ tất cả các anh em. Bắt đầu chim bắt đầu vào rộ, chuẩn bị đánh mắt đỏ, mắt xéo, cuốc hoa, trích ré bắt đầu đánh được. Bọn em thì đánh được khoảng 15 ngày rồi. Đây bọn em hôm nay lấy hàng về để phục vụ anh em rất nhiều luôn. Giới thiệu luôn các bác mấy mẫu mới, nhiều bác chưa biết. Đây là con LV101 này các bác này. Con LV101 này cũng có nút lọc bài nha các bác nha. Giá bình dân này. Đây còn mấy mẫu mới thì em giới thiệu các bác thôi, còn các mẫu cũ thì em không giới thiệu nữa. Đây là con LI301 nha các bác nha. LI301 này. Con này cũng có nút lặp bài. Đây còn các mẫu 253 các thứ em về rất nhiều nha các bác nha. 253 son 288 này. Về số lượng rất nhiều. Và đặc biệt hôm nay là bọn em về hàng tép nhọn này, nhưng mà loại tép mới này. Hôm tối qua em đã đánh thử rồi. Rất là ok. Mỗi tội chỗ em không có chim, đến 4:30 em mới được một con đầu tiên. Và đến lúc đi về thì được thêm 2 con nữa. Tổng cộng tối qua được có 3 con. Đây tối hôm qua đánh thử đây, đánh 4 quả tép này đấy ạ. Nó vẫn là hàng tép nhọn nha các bạn nha. Công suất như nhau này, âm thanh ra như nhau này. Giá thành như nhau luôn nha các bác. Các bác cần gì cứ liên hệ bên em nhé. Bên em cung cấp phụ kiện bẫy chim đêm, lưới, loa, âm ly đầy đủ. File tiếng khi anh em mua phụ kiện bên em, bọn em cho anh em file tiếng miễn phí nhá. Đặc biệt là file tiếng bọn em là file tiếng của em đi đánh nhá, chứ không phải file tiếng cho anh em linh tinh nằm ngoài đồng mất công nhá. Bác nào cần cứ liên hệ em, số điện thoại của em là 0985 919 878. Và lời cuối cùng em cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ bên em rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả các anh em trên hội cũng như mọi miền trên Tổ quốc. Rồi xin chào các bác nha, hẹn các bác video lần sau nhé.